anh vừa bài hôm qua. Ra đây xem nào. Quay cho anh này. Bàn xong này bao nhiêu người gọi điện. Thế dở nhỉ. Đấy chú dọn dắt đến muộn quá. Cứ mỗi hôm làm phát cứ phải đêm mới có nhà. Mới ngồi mấy... đầu tiên đầu trang. Đêm mới ngồi được máy tính. Cái này bao nhiêu? Cái này 22 triệu. 22. Kinh thế nhỉ. 0967. 0967. 113. 113. 013. 013. Đấy. Chủ cây. Số của chủ cây. Ghê nhỉ. Có mệt bà đâu. Ghê đấy. Rắn ngai vàng. Có biệt thự mà đưa về sướng không nhỉ? Mời lấy cây của Hùng ơi. Dạ. Mời lấy cây của Hùng ơi. Lâu rồi đấy. Lấy từ năm ngoái mà. Năm ngoái. Vâng. Chính vì con đấy mà bây giờ không dám mua con nào nữa. Dạ. Vâng, ở dưới này có để được đâu, trật. Bắt không? Bắt thì chả bắt đâu, nó đi đuổi. Lần đầu tiên đi đuổi thôi. Chả bắt đâu nhưng mà con cứ cho anh em có sự chuẩn bị. Hôm nay thông báo như vậy. Không biết xe mới lên thì nào. Quay trực tiếp đây đó. Hả? Ôi, thoải mái đi. Tí ra có cán bộ trong này lo gì, người nhà người nhà. Không thấy cái cây nào được mình mẹ mình sướng nên mình vồ nhỉ. Cây này to lắm mà mẹ mình không lùi ra được sau, không quen hết được. Hai mươi hai. Đây chất lá này. Chất lá này. Chất lá này. Đồ đá ghê gớm thật. Chờ em tí. Em anh cứ đi xong tí nữa ra đây uống nước anh ạ. Nốt cái số này phát. Anh Tụ. Hôm nay đang đúng hôm đang vội. Chứ không thì cũng ngồi. Thế đấy. Suy mà nhìn xa tưởng đa, nhìn cái lá đỏ đỏ mình biết là suy. Vâng. 5 triệu à? À vâng. Đấy, được cái bể này trồng cây thích ấy. Con này con súng quả này, 1,5 triệu. À 1,5 triệu. À. Nếu mà riêng cái bể này thì bao nhiêu? Có bán riêng không? Cái bể riêng này đi là 500 em. 500 à? 579. Anh rổ cho. Mà 579 mà lại... Giả cổ mà. À không bảo 579. Mua cổ hẳn như cái ở cái xi trắng như là em quay để... Đâu? Cái xi trắng nào? Đi kia ở dưới chân kiện này. À thế à? Ồ. Cái này là cái cổ có khoảng là tầm 3-40 năm thôi. Ừ, nhưng cũng xi măng đắp nhỉ? Cổ kính xi trắng. Bé con.
Con kia là mới nhưng mà làm số mới làm nhưng mà lại hàng khuôn. Ý là mới làm nhưng mà lại đắp 579 đúng không? Tuổi 79 thì phải 79 thật à? Anh chính là 579. Không, ý là thì anh phải là đắp 579 nhưng mà làm năm 2020 đúng không? Đúng rồi. Làm năm 2020 nhưng mà nó là đặt niên hiệu là 579. Niên đại. Ở đấy. Niên hiệu. Chứ không phải là năm sản xuất. Năm sản xuất ra chủ chứ không phải là năm sản xuất ra chậu. Đây là con đề trắng bán 2,5 triệu rồi. À bán rồi cái gì? Đấy, hay quá. Ừ, cái bể này được đấy. Cái bể này được. Cái này thì bao nhiêu? Dạ. 8 triệu. Nếu cái bể riêng là 7 triệu. Bể riêng là 7,9 triệu. Sao để cái chỗ chẳng ai nhìn thấy. Để ra đây này. Cây này mà bán rồi thì nhấc xuống. Đấy, thế chứ. Cho lên trên xe đấy. Đấy, bán rồi để làm gì? Thế đây cho nó cao rào nhìn cho đẹp, quay cho nó chuẩn. Vừa nãy đi qua mà không nhìn thấy. Chết thật. Bằng bà đấy. Đấy, cũng nặng đấy nhỉ. À, hơi khó. Cập kênh quá. Được. Cái chân kia nó bị dính không biết lỗ rồi. Ở với cái chân. Cái ghế nó chưa chắc. Mẹ cái này một người có bê được không nhỉ? Nặng. Nặng lắm. Mổ mẹ. Ông làm được gì? Ông ý là bỏ đất ra một người bê không được. Nặng quá cả trường. Giờ mình có cái PC rồi mình nhét vào đây được không nhỉ? Có đất thì nó mới nhìn. Có đất thì mới sống được. Xem nào. Có khi 579 nhưng mà em thì nhiều si quá rồi mà con này bê lên thì nặng quá. Ba vai nhiều tay thích lắm. Đúng rồi. Hay mà. Ở nhà có nhiều cái chậu này không? Hả? Ở nhà có nhiều cái chậu này nhưng mà cũ không? Như anh cái này hay nhưng mà lại bán cái từ bé. Trong Tết anh ấy đi bán hơn 30 cái. À thế à? Bên này bọn bán bọn dân cũng bằng mua nhiều. Đúng rồi, trồng cây hay mà. Chờ, kịp 500 một cái thôi. 500. Để xem có cái 1 triệu 500, rất rẻ quá. Cho thôi, vì đúc khuôn mà. Khuôn. Muốn bao nhiêu cái có bao nhiêu. Gấp tay là lâu. Xem nào, mình có cái cây nào ở nhà mình vừa nhỉ? Giờ chỉ giờ có mỗi cái này là hết. Còn đâu là mai, sáng mai đi làm rồi có mua cái cả triệu cái. Đúng rồi. Mai lại chuyển cây khác rồi. Gọi là gặp nào thích thì mua thôi. Chứ bán cây này thì cũng mệt lắm. Đúng không? Chỉ xoay thôi đúng không? Xoay thôi. Quay anh cây hoa chuyện. À thế à, giờ này hôm nay nhiều cây đẹp quá nhỉ. Bao nhiêu tiền cây này bác? 5 triệu. Để giải rác đây nhỉ. Quay. Đấy. Quay camera. Cái chỗ này mua bông được ạ. Chỗ này có là 500. Chỗ Việt mới. Chỗ mới. Mới Đồng mới, Nai. Mới chứ. Đồng Nai mới. Khăn đây. Đã sai đó. Cắt ra trong nào tiếc cũng phải mua đúng không? Đây. Quay đi em. Hôm nay cả xe hả bác? Cây luôn, cả người luôn. À, hôm nay mang cả xe lên này. Cái tùng này bao nhiêu tiền? Tùng đấy 25 triệu. 25. 25 triệu. Đấy, đóng huyệt. Con này thì bao nhiêu bác? Con này bao nhiêu? 15 triệu. Ở xe này có số điện thoại không? Có đấy. Tí nữa. À thế à? Cây này, cái xe này á? Đấy. À đây à? Rùa biển nhé. Rồi biển để đúng cái cọc. Đây, chỗ anh hỏi nhiều đúng không?
như con như này thì bao nhiêu bác? Có khoảng 2 triệu. 2 triệu. Ôi trời. Đuổi hết rồi, dẹp hết rồi. Xin chào. À, cây này vẫn chưa ra đi à?